Em xin chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày 14. Sáng hôm nay như thường lệ nha nhé. Em có cả áo khoác và áo mỏng. Có cả mỏng cả dày. Đầu tiên lên con này á. Đầu tiên lên con này luôn đi. Con này là áo pilot không quân nhưng mà chỉ được có một lớp bẩn mùa hè thôi nha nhé. Anh em nào áo khoác nhẹ hoặc mùa đông thì bẩn hơi se lạnh thôi. Con này màu màu đen nhưng mà màu đen của nó kiểu đen mốc mốc à. Vai là 60. Cái đen này không phải như kiểu đen tuyền đâu. Đen này nó pha một chút gì màu. Con này dài 72. Đen nhìn nó cũ lắm phải không em? Nhìn đen này cũ không có đẹp nhưng mà đúng là áo đang còn mới lắm á. Cái dòng này là cái màu á, cái màu em cổ thì hơi dơ một chút này. Con này bữa hôm giờ em bán cho anh em á, đúng giá của nó em bán thì 6-700 nhưng mà sau này em bán cho anh em lại là 400. Bây giờ con này 200 nha. Em tiền nào của đó anh em để ý kỹ giùm em nha. Nói chung là tiền nào của đó đó, bo thì còn đẹp, nói chung là đang đẹp. Nhưng mà nhìn cái màu của nó nhìn nó không có mới ha. Đó, anh em nhìn kỹ này. Những cái màu không mới, bo thì vẫn còn nguyên. Nó đằng sau, đằng trước đều. Chỗ này nó có dính một chút dơ thôi này. Đấy, con này mà 200 thì quá rẻ với nó luôn. À, có hai mấy chấm này ăn nhầm nhí. Về giặt cái này gọi là dơ đất thôi. Nhưng mà đặc biệt ở ngay cái túi này có đường watt đó. Em đo lại vai và chiều dài anh em để ý nha. Vai 60, chiều dài của nó thì con này vai 60 phải không? Dài của nó là 71, tức là vừa to vừa cao á. Vai 60 và dài 71, vừa to vừa cao nhé. Con này chắc phải là 90kg, 85 đến 95kg, 85 đến 80 đến 90kg. Phần trăm con này nói đúng ra phần trăm nó cũng thừa lưa là 93%. Nhưng mà do những cái màu nó phải nói không ưa thì không đúng. Nhưng mà cái màu của người ta như vậy, cũ không phải cũ, nhưng cái màu nó đen, nó có pha một chút màu lông chuột vào, nó làm cho con cái áo nó đen, nó phải đen tuyền mà đen mốc mốc. 200.000 mã 12. 200.000 mã 12. Ai vừa chốt chúng em nhá, là một cái áo khoác chạy đường này. Áo khoác mùa hè nhé. 200.000 bán cái tem mà đủ tiền áo rồi. Ai mở hàng đầu like giùm em ha. Rồi tiếp một con áo này là áo kaki tem vàng màu xanh ô liu nha anh em. Xanh ô liu. Vai của nó là 45. Dài áo là 45 74. Con này có cái tem ở trong cổ này mà nó mất cái tem rồi. Hàng chuẩn cấp phát, áo thì xanh, đẹp, dày. Nhưng mà tem thì như cái vỏ đậu. Tức là tem là nhìn như kiểu là cũ lắm rồi đó. Còn áo thì xanh đều không? Vải nó còn dày lắm nha. Dày và đều. Nói chung cái chất vải ngoài thì không có thể cái tem xách dép. 350 mã số 4. Cái tem là đi xách dép cho con áo này đó. Ở sau lưng này có một chút dơ này. Em nhìn thấy không ạ? Có một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Dơ như kiểu đó. Như kiểu là sao ta? Gọi là dơ đất. Ống tay bên này cũng có một chấm dơ này. Một chấm dơ nhỏ nha em. Còn bên này nó đưa, nó viết US Army luôn, khỏi cần tem. Xong ở trên cổ thì có một cái pin này là nó may vào nha. Pin này thông thường có một cái đít, tức là nó có cái ghim ở đằng sau mà thằng này không có, cho nên là nó sẽ may vào. Vai 44, dài áo là 74, 44, 74. Áo này nói về bên ngoài con này còn thừa lưa là 94 95. Đẹp không? Màu xanh quá trời luôn. Con này là 60 đến 70kg. Nhưng mà anh em bẩn cho em 65 thôi, 55 đến 65 cho nó thoải mái nha anh em.
còn anh em bận 70 body vẫn được. Chốt cho em con này 350 mã số 4, 350.000 mã số 4. 350 nha em. 350. 350.000 mã số 4. Tiếp một con áo rần ri này, chất vải caro 100 cotton nhưng mà nhìn nó cũ quá. Ở trên áo có hai cái tem, một tem hai tem. Con này là 100 cotton nha. Nói về 100 cotton thì chắc là anh em biết giá của nó rồi phải không? 100 cotton nó mắc hơn cái con bình thường. Hàng cấp phát anh em. Em đo vai này. Vai của nó là 49. Dài áo là 78. Không mới nha. Con này không có đẹp nữa nha. Con này nó quát cả in nút cả mấy cái đường này nó nói tóm lại là anh em nhìn giùm em này. Không có đều màu nữa, nói chung là cái màu của nó thì xuống thì đều nhưng mà không có được đẹp nữa. Anh em có thể bận lao động cực mắc, nói về bận lao động con này thì cực mắc. Hai cái tem ở trên áo là có 100.000 rồi. Em bán con này 190.000. 190.000. Mã 00. 190.000 nhé. Ai thích bận con này bận lao động à? Vai 49 dài 77, con này chỉ được một điểm duy nhất là 100 cotton mà thôi. Còn ngoài ra thì con này không có được cái gì hết. Nhưng mà bận 190.000 anh em cảm thấy bon được quất nha. Báo cáo là độ mới con này em chỉ cho là 85% nữa. Nó rất là mát, cực mát. Ai ưng chốt cho em ạ. 100 cotton, hai cái tem được 100.000. Còn con áo là 90.000. Cặp tem này nhiều anh em kêu yêu cầu em gỡ tem. À quên này anh Thi. Nói tới tem em quên gửi cho anh Thi cái tem rồi. Chút nữa em phải gỡ tem gửi cho anh thôi. Quên mất. Anh Bá Thi. Sorry anh nhá. Giờ nói tới tem mình nhớ tới anh nhờ, hôm qua em ghi trong vở rồi mà không biết là ông chồng ông chốt cho anh chưa nữa chứ. Tiếp một con ghi lê, con này là không phải của Mỹ nha anh em. Nó là hàng tác chiến nhưng mà con này chắc chắn là không phải của Mỹ rồi. Con này em nhớ em like một lần rồi mà. China Chani Made in China. Con này của China nha. Nhưng mà anh em mà không đọc tem thì không phân biệt được đâu. Con này rất rất giống luôn. Vai 35 và dòng này bận ngắn này. Dài có 45 à. Bận nó khủy khủy nha anh em. Nếu mà sáu mấy thì nó tà trước thì được. Còn tà sau nó ngắn tướng ở trên này. Đó, trên nó ngắn tướng vậy nha. Rồi con này là 6-70 kg. Áo thì đẹp. Nói chung là anh em bận làm áo ký giả nó rất là đẹp. Mình cho vào một cái áo có tay, áo mà tay lửng lửng ngang đây, đẹp lắm, túi thì bao vây, túi rất là ngầu, phong cách này rất là bụi của lính nha anh em. Màu đen thui lùi, 550 mã số 7, bằng áo áo thời trang đó. Áo này là áo tác chiến của China, nhưng mà anh em mà muốn bận nhưng mà người ta không biết được con này là của Mỹ hay của ai đâu. Bởi vì coi tem mình mới biết được, còn nhìn chung thì nó giống y hệt áo tác chiến của lính Mỹ. Và tác chiến là con này là 1,5 triệu trở lên, đúng không? Con này bán 550 mã số 7. Anh em nào ưng chốt chúng em nha. Tiếp một cây lót M65 mới keng mà sao anh em bỏ lỡ cơ hội vì ta. Vào mùa đông anh em có áo M65 chưa? Ai có rồi mà chưa có lót tranh thủ chốt nhanh con này giùm em này. Về mình cài vào con áo M65 để những khi mà trời lạnh anh em đã có áo lót sẵn. Vậy là mình có đông có hè, có em. Chứ đừng đến mùa đông rồi mình mới đi tìm thì còn muộn mất rồi. Con này là size medium mới 98% luôn. Mới kem sà beng nha. Hàng chuẩn cấp phát, chốt giùm em con này 450 mã số 3.
450 mà số 3 mùa đông anh em 550 không có mà mua đâu. Anh cứ hỏi lót cuối cùng mua lụm lót China bỏ vào lót lót Aromi Mỹ á. Mã số 3 anh em. Tiếp tục một con áo Philos của sa mạc 3 màu anh em. Con này hai mặt, sử dụng hai mặt chất vải chống cháy. Ở ngoài là bằng chất vải kaki ha. Cái thường thủy quân lục chiến không phải cái con mà vàng cát á. Vàng cát nó lại đắt hơn cái thằng mà cái thằng chất vải kaki vàng cát Philos, nó đắt hơn cái thằng chất vải Philos mà ni lông không. Mà thằng này là chất vải kaki nó đã hiếm rồi đó. Đầu kéo đầu vào đầu ra nhé. Ok nha. Ở trong cái cổ bo này, bo hơi xù lông một chút xíu thôi nhưng vẫn ngon lành. Và bo ống tay, bo tay này đẹp không, khá là đẹp luôn thầy. Đấy, từ trên này xuống mướt nha. Con này của hãng Alpha, chuẩn hàng cấp phát luôn. MA1 size 2X lát tên USA và made in USA. Đấy, con này chuẩn cấp phát nha. Anh em mua hàng bên em, anh em cứ yên tâm. Con này là còn có hai cái ngòi bút ở trong túi này. Em bán con nào của cấp phát, em nói cấp phát. Và anh em chịu khó theo dõi trên like á. Bởi vì tại sao mà khi mà em viết giá em vẫn review, em vẫn kiểm tra lại. Cái giá nó phụ thuộc vào phần trăm và lỗi. Thì khi mình coi thiệt kỹ mình mới báo được lỗi và phần trăm nha anh em. Cho nên mình phải coi trên video, đừng hỏi em. Hỏi em like xong em dục đó rồi là anh em hỏi em biết có nào nữa đâu. Không nhớ nha. Mình coi kỹ nhất và chắc chắn nhất là ở trên like. Con này mới lắm à. Con này mới lắm bà con ơi. Con này phải nói được 96% luôn này. Mới luôn. Mới lắm. Rất là mới. Em đo vai và chiều dài nha. Nói về sa mạc này, có anh nào không thích đụng hàng chơi con Philos này. Vai 54. Dài áo 70-71. Dài nha. Vai 54 dài 70-71. Nói chung ai mà thích chơi Philos mà không có đụng hàng là quất con này. Ít khi mà gặp một con Philos như thế này anh em ạ. Không, anh em thường M65 chứ Philos có con nào không? Mà bẩn Philos là nó sẽ làm cho phọt dáng mình cao lên. Còn bẩn áo M65 thì nó dài hơn người mình, nó sẽ làm cho người mình thấp xuống. À, tại sao mà mấy anh bẩn đồ á? Có một số anh em thì thích bẩn ngắn, thích bẩn cao. Cho nên mình căn vào cái người mình nó quá cao rồi thì phải chọn con áo nó dài một chút để làm cho người mình xuống. Cái tầm mắt người ta nhìn thấy trung bình, đừng có tóc vóc quá hả em. Còn ai mà nhìn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, tức là mình tự cảm nhận là tiêu chuẩn này tôi thích cao hơn nữa, thì anh em chọn một con áo ngắn hơn mình một chút. Tức là không phải ngắn là ngắn áo đâu, nhưng mà cái phọc của nó sẽ ngắn hơn một chút thì nó tôn cái phọc dáng của mình cao lên. Khi đập vào mắt người ta nhìn thấy anh này cao quá, nhưng mà thực tế mình cũng chiều cao như vậy thôi, đâu có cao hơn được đâu các anh em. Đó là cái nghệ thuật mà bẩn đồ, lựa chọn đồ ấy. Em nói hơi ấy quá nhưng mà em góp ý như vậy thôi. Đúng người ta nghe, không đúng ta bỏ nha. Rồi con này là 75 đến 85 kg. Anh em nào mà 90 kg bụng thon gọn vẫn được. Đúng ra con này là 90 kg đó. 90 kg là đúng đó. Nhưng mà anh em mà bụng to quá không vác nổi đâu. Rồi, mới 96% chốt cho em 1.4 triệu. Mã số 6. 1.4 triệu nó còn rẻ hơn một con MA1. Đúng không? Cái thằng MA1 bây giờ anh em thấy màu vàng cát được. Cái thằng vải chất ni lông của thằng MA1 bây giờ nó 3.5 triệu. Nhưng mà thằng mà màu vàng cát thôi á, không có sa mạc này, có nó phải là 5-4 triệu. Chứ đừng nói 3.5 triệu.
Ở đây có một chấm dơ này, nói thêm chút nữa nó lồi thêm chút dơ này. Chốt chúng em mã số 6, con này ai mua được rẻ, rẻ, quá rẻ luôn. Tiếp một con satin, hàng cấp phát nha anh em. Con satin hàng cấp phát, vai của nó là 46, dài áo là 73 hàng. Con này màu xanh xám xám à. Hàng cấp phát anh em, dòm cái cổ giùm em cái này. Đó. Màu xám thì lúc nào cái màu của nó cũng vậy thôi, nó không có rực lắm anh em. Giá lâu đồng này, giá lâu đồng anh em để cái giá em chỉ nữa nha, nhiều khi em đọc tào lao đó. Hôm qua có anh bảo là em đo cái quần mà em bảo là vai, đấy là chuyện bình thường thôi, bởi vì miệng mình đọc mà cái chỗ này nó bị sờn một chút này. Em giải thích một cái chuyện bình thường là tại sao nha. Bởi vì khi mà em đang review cái vai như vậy cho anh em thì đầu óc em là phải chuyển qua cái hệ khác rồi. Để mình trả lời, tức là cái đầu óc em phải lập luận tiếp tục để nói tiếp, chứ còn mà ngưng đây rồi mình nghĩ tới chuyện khác thì là anh em bị khoảng trống, tức là người coi cảm thấy bị ngắt quãng quá lâu. Cho nên em nói cái này nhập qua cái kia là bị vậy đó. Ở đây nó bị dơ một chút này. Nhiều khi mình nói mình không biết mình nói cái gì luôn chứ. Nhưng mà mình nói nói hồi ra nói tào lao anh ơi. Thiệt chứ, ai cứ thử bán như em rồi sẽ biết. Cứ thôi rồi thử rồi sẽ biết. Con này vai 47 nha anh em. Vai 47 là 70kg trở lên, dài 73. Có khi mà em đo vai 47 rồi em chưa đọc cho anh em, nhưng mà tay em lại đo chiều dài rồi, mà trong đầu em phải nhớ là vai 47 để nói ra, không có em nói lộn. Rồi nói ra lại tay lại đi đo cái thằng chiều dài rồi đó. Nhưng mà chờ mà nói xong rồi mới đo thì anh em phải ngưng mất thời gian. Anh em chờ, chờ thì nó lâu, nhưng người lai chậm vậy thôi. Người lai chậm lai nhanh ở cái chỗ đó. Rồi, con này em cho là 90%. 90%. Chốt giùm em 500.000 mã số 5. Tiếp một con flop không quân nha anh em. Con flop không quân một lớp thôi. Vai của nó là 52 và dài áo là 61. 52 dài 61. Con này là màu xanh đen, không phải đen tuyền mà màu xanh đen. Mới 96%, 300.000 mã số 8. Bán rẻ luôn. Con này là tàng áng không có bô nha. Hàng cấp phát luôn nha anh em. 300.000 thôi. Bán dần dần là bán tuột mấn rồi. Tàng áng này anh em để ý, cái tà này như bô dông tàng áng nha. 70-80kg. Chốt giùm em mã số 8, 300.000. Mã số 8, 300.000. Nó vừa dùng miếng dán vừa dùng dây kéo nha nhé. Tiếp một cái quần không quân vải cơ kia. Con này mất hai cái nút rồi. Anh em nào mua con này nhắc em đơn cho hai cái nút nha. Cái bụng của nó là 78. 78 chắc điệu hết cỡ ra được 80 không trời. À, cắn hết cỡ ra được 82. Dòng quần không quân này đặc biệt nó có 8 túi chứ không phải là 6 túi nha. Dài 102 luôn. 6 túi hộp có vào mông nghe. Con này mới là không mới lắm đâu nha. Con này được 90-93% thôi. Anh em nhìn thấy cái đường ủi ly này. Anh em nhìn thấy cái đường ủi ly này. Đó, nó có vết nha. Còn ngoài cái vết này ra thì không có vết gì nữa hết. Không có vết gì nữa hết. Tha hồ anh em bẩn luôn. Nói chung con này vải dày, thao anh em trời. Rồi 250 mã số 1. Ai ưng chốt giùm em 250 mã số 1. Bên em bán hàng là cho xem hàng nha anh em. Anh em xem hàng đồng ý ủng hộ em thì khách mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000. Anh em nào đồng ý thì ta chốt nhá. Đồng ý rồi vào mua. Chưa biết cái phương thức bán hàng, khoan đã chốt phương thức bán hàng, đồng ý chấp nhận tao là người mua. Small Reeler này
Con này thì con này không biết nước nào luôn ta. Nó tem thì tem quân đội nhưng mà con này không biết nước nào nha, em không có khẳng định là của Mỹ đâu nhá. Cái tem này thì có chất ni lông. Đấy, màu con này là màu khoai môn. Và dòng khóa này thì khóa hàng quân đội không có dòng khóa này đâu. Khóa hàng quân đội không có dòng khóa này. Con này là số 10 à. Đầu vào đầu ra màu khoai môn. Nói chung y hệt cái thằng của Mỹ luôn. Dây trên dây dưới này, dây này cũng không phải là dây của Mỹ nha. À, chất vải nó y chang như áo màu số 5 Mỹ vậy đó. Nhưng mà ở trên này nó có 2-3 chấm dơ này. 1 triệu mã số 10, màu khoai môn, small là 60 tới 70 kg, cao 1m7 trở lên. Ở đây có cái vết gấp nó ngắn nha anh em. Đằng sau rất là đều. Nhưng mà chỗ cổ tay này nó dơ một chút này. Màu khoai môn là màu lạ nha em. Người ta có màu số 5 rồi đi màu ô liu, màu sa mạc, nhưng mà màu khoai môn này cực kỳ hiếm luôn. Ở đây có một chút dơ nữa. Nói chung là con này rất là dễ sử dụng. Anh em bận đi đâu cũng được, giao lưu ở đâu cũng được. Con này là vai 54, dài 78, đo hai lần luôn á. Vai 54 là tương đương với size medium này. Mà tại sao con này lại size small rêu lớp? Nhưng mà số ký của nó chỉ được 70 kg à. Hảo ơi, kêu ba nghe điện thoại cái kia. Ba ơi, ai gọi? Hồi gọi quá ba trình ơi, ai gọi? Ở trên đâu? Con này là 70 tới 78 kg. 80 kg thì em e là nó hơi vô rỉ. Chốt cho em 1 triệu mã số 10 nha anh em. Chào các bạn, con đi học về. Cảm ơn, bye. Con này tầm 90 93 94%. Cầm cái điện thoại xuống có ba nghe cái. Tiếp một con Philos nha anh em. Con này màu đen, Philos màu đen tuyền luôn. Bẩn hai mặt ha. Bẩn hai mặt này. Ok không? Màu cam. Cái cổ thì nó đổ lông nha anh em. Cổ này nói đúng là bang luôn á. Anh em nhìn thấy nó lạng này, gọi là bang cổ. Còn cái bo này, bo dưới nha. Em kéo cho anh em coi này. Nó cũng không có bang nhưng mà nó cũng giãn rồi. Không có bang, nó chỉ đồ lông, không có lụng rách nha anh em. Không có lụng rách. Rồi, thân đằng trước màu đen tuyền, 700 mã số 9. Con này là MA1. MA1 này. MA1 size medium. Tên USA, mang in USA. Con này chuẩn cấp phát luôn nha anh em. Đang còn nguyên rin và chuẩn cấp phát luôn. Đó, con này thì ở ngay bắp tay này nó bị sùi, tức là nó bị tuột chỉ. Nó tuột chỉ chỗ này này. Tuột chỉ nhét vào anh em khâu lại cái là ok ha. Cái này gọi là cái lỗi. Em dán để báo lỗi thôi. Cái đó rất là dễ mà. Chỗ này nó bị dơ một chút, tức là cái con này là do nó may mút quá cho nên nó bung chỉ thì mình khâu lại thôi nha bạn. Ở đằng sau này ok. Anh em nào có mua thì nói em may mới có thời gian để may không trời. Đều ha. Bây giờ em đo vai về chiều dài này. Vai của nó 48. Vai 48. Vai 48 dài 62. Anh em cũng bên em cho xem hàng nhưng mà anh em cảm thấy làm một con người á, thực sự làm con người mình đừng có làm khổ người ta anh em ạ. Nếu anh em cảm thấy ủng hộ, em nói là nói một người đây. Nhưng mà em cũng gửi gắm những anh em nào mà có thiện chí mua đồ thì ta hẳn chốt nha. Còn cái trường hợp mà em nói đây thì là
có những anh em bảo rằng là à, anh là công an, anh là bác sĩ, anh là gì ấy, là gì đó, cứ bảo như vậy, cứ gửi hàng cho anh thầm tệ, bên em khách quen lắm rồi á, mua hàng lâu giờ rồi á, mà giờ cứ ra tới nơi một cái lời tế nhị báo cho sốt, không lấy lý do gì cũng không nói luôn, từ chối thẳng mà làm ở bệnh viện Đăng Hoàng, bác sĩ Đăng Hoàng á, mà như vậy đó, cái lịch sử của một con người ít nhất để cho sốt phải biết tôn trọng rồi chứ, tự dưng mình đánh giá cái phẩm chất của mình, cái bạch quăng ngoài đường, lâu giờ mình tích góp sao mình phí vậy. Cái anh gì đó, anh Dũng ở bệnh viện cơ sở Tâm Hiệp đấy, thực sự là nó tự dưng mình, em nói thiệt, không biết dùng từ gì luôn. Tuy là nó là một món hàng, nó nhỏ lắm anh em ạ, mình không lấy phải có nguyên nhân, phải cho shop biết nguyên nhân, gọi cúp máy, không lấy hàng phải cho shop biết chứ, không trả lời cái thích lấy không lấy thôi, thích thì tao làm quen, còn không thích thì tao vứt ra ngoài đường, như kiểu là mình là cái phật vật xuất gia. Cái đấy là mình không nên anh em, cho nên mình á, đã em không bắt buộc anh em là mua bên em là phải thân cận với em đó, không thích, nhưng mà phải lịch sự, một cái đơn giản lịch sự, mua tôi từ gọi điện chốt mua, và không mua phải cũng mở miệng nói lý do tại sao không mua, chứ không phải thích lấy không thích thôi. Cái đấy thì làm việc với lại rừng chứ không phải làm việc với người, không chơi luật rừng vậy ai mà chơi nổi. Lần sau á đừng có mơ mà nói chuyện giao lưu với em lần thứ hai nữa. Cái đấy phải nói cái hành động nhỏ xíu mà tự dưng em khinh luôn, khinh hẳn luôn. 700.000 mã số 9 nha anh em, gọi không bắt máy, con trần dân lô. Tiếp tục em lên một cái con Canada Philot nha anh em, một con Canada Philot vai 55 dài 63. cái con này là chất vải, nó rủ anh em, nó rất mềm và nó rủ thôi. Ở đây là nó có gỡ một cái tem này, gỡ một cái tem này, nó gỡ tem nó bị lỗi một chút chỉ, nó lỗi một chút chỉ xíu nó lồi lên. Con Philot Canada mà bán con này có 500.000 à, mã 11. Chất liệu này nó rất mềm mại nha anh em, hai cái túi ở trên cái túi này nó bị lủng lỗ luôn. Ở đây dơ nhá anh em, nhìn kỹ dơ giùm em nhá. Ui dồi, ở đằng sau thằng nào nó phát một phát dài này, nó bị cái gì rạch vào á, nó rách một phát nha anh em. Con này dài cũng tầm 2-3 phân. Ở trên này cũng có lỗi một chút xíu. Bo tay, ống tay này, ngon này, cành đào. Nói chung con này không có mới rồi nhá, nó không cũ quá, cũng không có mới quá. Nhưng mà nói về Canada, một con Philot thì tương đương với một con Philot của Mỹ, với giá thành nó cũng phải tương nhau. Nhưng mà con này nó bị lỗi như vậy, với phần trăm con này thì nó bị rách thôi, chứ còn áo thì cũng không có bị bạc cũ. Thì giờ cho 85% luôn, vai 55 dài 65, Canada nha nhé. Cái chất vải này rất là mê, chất vải nó rủ lắm. Anh em có to thì nó cũng bám theo người nha nhé. Ở đây có đai đô nở hoa ha. Rồi con này là 80 đến 90 kg, nhưng mà anh em 75 kg anh em vẫn được, 70-75 vẫn được. Em 55 anh em thấy nó bám vào người em, nó bám rủ luôn, nó bám rủ xa luôn à. Rồi ai ưng chốt giùm em con này nha, 500.000 mã 11, cực rẻ luôn. Một con cuối cùng nữa là hết. Con cuối cùng, con này con bắn tỉa, con này có cái mỏ này, con này thủy quân vàng, chất vải caro nhé.
cái bụng của nó là 98. Ở bên này cái phần vàng vàng này là chất vảy thun đó, nó phối vào dài 110. Cho anh em dòm cái tem phát này, tem vàng. Nhưng mà cái tem này nó cũng hơi mờ mờ chữ anh em ạ. Ở trong này có cái gì đấy, nó ghi cái gì á, mình đọc không có được. Nó vàng vàng, mắt thì đã kém, còn nhìn vàng vàng nữa thì có lẽ đọc được. Nhưng mà con này lại mới còn được cái mỏ này. Thông thường em mở cái này ra cho anh em dòm này. Thông thường em bán cho anh em thì không còn cái này nữa, nó chỉ còn cái lỗ này thôi này. Quần bắn tỉa mà dòng này thông thường là 1,5 triệu phải không? Ê, vậy anh em thích mở ra vậy đó, đẹp không? Quá đẹp luôn. Anh em nào mà thích chạy xe mô tô đua là hay cần cái này lắm. Để nó là bảo vệ cái đầu gối mà, không? Cái vợ quần thì đang đẹp lắm. Quần này đang đẹp lắm. Ở bên đầu gối có cái miếng dán này là nó ôm cái đầu gối lại này anh em này. Ôm đầu gối lại cho nó gọn gàng ha. Đẹp mà, bẩn con này rất là ngầu. Gọi là ai mô tô đua thì cút con này. Đồ mới con này đang đều và đẹp. Nói về đồ mới thì nó cũng nằm được 95, 94, 95 rồi. Bụng hồi nãy em đo được không? Anh nào mà căng hết cỡ là được 100 á. Còn cái dòng này là không có đôn được nha. Dòng này đặc biệt là chuẩn luôn, không có đôn. Nó chỉ dán đôn bằng miếng dán này này à, dính lại mà thôi. 98 và 100. Hồi nãy em đo 98 thôi nhưng mà dài quần này là 110. Nhưng ống quần đó, ống quần của nó là ống quần 22. Ống quần 22 anh em có thể ôm lại cho em thiệt nhỏ là 16, 18 16, 18 nha. Đấy, 18. Rồi, ok. Ai chốt con này thì chốt giùm em. Giá chỉ có 600.000 mã số 2. 600.000 bằng một cái quần rằn ri bình thường thôi. Nó là 1,5 triệu mà, không? Mã số 2. Hết, em cảm ơn tất cả anh chị em. Hẹn anh chị em trưa nay vào lúc 11 giờ nha nhé. Anh em nào có nhu cầu, có thiện chí thì chịu khó theo dõi, like để có cái nào ủng hộ em ha. Em cảm ơn rất nhiều những anh em đã có thiện chí. Em bye ạ.